Xin chào mọi người. Đàn này là đàn con của bố Jack nhập Mexico mọi người nhé. Hai đàn con của Jack luôn này. Đây là hai đàn đấy ạ. Nên là màu mảng nó đều đầy đủ hết. Đen tuyền, đu rông với cả đỏ đen, gầm đen xì luôn. Các anh chị cứ không gọi to nhé. Cứ đàn này hoặc là cứ gọi cho anh nhé. Tiện thể thì hôm nay sẽ giải đáp một câu hỏi của một anh là anh ấy bắt chó của cha em, trong khi mà bắt ấy thì chân nó đi rất là bình thường luôn, nhưng mà về được hôm nay là được khoảng 20 ngày rồi thì anh thấy là chân sau nó cảm giác nó hơi hiếu ấy, đi nó hơi bị vòng kiềng ấy, thì em mới hỏi thì mới biết là anh ấy nuôi con chó là ở trên nền gạch hoa, nền đá hoa ấy mọi người. Thì hôm nay sẽ tư vấn cho mọi người một số cái kinh nghiệm nuôi với cả cái sàn nuôi như thế nào cho nó hợp lý nhá. Rồi, rút ra đi Thịnh ơi. Thì mọi người thấy là bàn chân chó ấy thì như dòng bếp dây bỉ này nó sẽ theo hình là trụm hình quả quýt ấy. Đấy, khi mà cho vào cái nền cái khoai thì cái độ kiểu như độ ma sát của cái khoai hầu như là rất là thấp luôn. Khi mà mình bản thân giống như mình đi hoặc đi chân đất hay các thứ ấy là đi nhanh một chút là nó rất là trơn đúng không? Đấy, riêng con bàn chân của con chó cũng vậy. Khi mà cái nó trụm mà ấy thì cái độ trơn của nó không, cái độ bám dính của nó không có ấy, thì dần dần cái bàn tay của nó lúc nào nó cũng có cảm giác là nó phải xòe ra để mọi người bám hết sức vào ấy. Nó sẽ phải đấy, lúc nào nó cũng trong tình trạng là nó xòe chân ra và nó gồng cái chân gồng mình lên để bám cái móng chặt xuống và cả cái nền để không bị trượt đấy mọi người. Nên là khi mà con chó chạy nhảy ấy, cảm giác của nó rất là không thoải mái và dần dần cái bàn chân của nó dần dần càng ngày càng xòe ra này. Đó là để thích nghi với cái nền gạch hoa ấy, để tránh nó khi mà nó, tại vì cơ bản là dòng chó này rất là nghịch ấy và hoạt động rất là nhiều, nên là khi mà nó chạy như vậy nó lúc nào nó còn cảm giác nó xòe ra như vậy, thì dần dần nó theo cái bản tính của nó, dần dần nó thích nghi như vậy thì cái bàn chân của nó càng ngày càng xòe ra. Đấy, thì nhìn như vậy như thế là nó sẽ chó thành hạ bàn ấy, mọi người gọi là hạ bàn ấy. Còn cái vòng cái khung xương chân của nó ấy, thì sẽ theo cái chiều hướng là nó sẽ khuỳnh ra như kiểu vòng kiềng ấy mọi người. Chân người là mình hay gọi là vòng kiềng ấy. Đấy, nên nhiều khi cái trường hợp cái gì nhỉ, cái môi trường có những cái mà mình không để ý tới đâu, nhưng mà nó ảnh hưởng rất là nhiều nhé. Ví dụ như có anh cứ bảo là anh cho ăn uống đầy đủ, mua cả canxi này, cho nó chạy nhảy thường xuyên mà tắm nắng hàng ngày rồi, nhưng mà cái chân của nó vẫn xòe ra, cái chân của nó vẫn khuỳnh ra, thì đấy đó là một trong những cái nguyên nhân mà dù anh cho ăn đủ đấy, nhưng mà cái cơ thể của nó hoặc là cái bàn chân của nó vẫn bị cái tình trạng là hạ bàn hoặc là khuỳnh chân. Đối với chó ấy, thì mọi người nên là không nên, đặc biệt là không nên nuôi sàn đá hoa. Có thể anh chị bảo là yêu thương nó nên là cho nó vào trong nhà đã sàn đá hoa để ở với người ấy, nhưng mà đấy không phải là tốt cho nó đâu. Mọi người nên làm cho nó một cái chuồng ở bên ngoài hoặc là kể cả ở trong nhà cũng được. Ta được chạy ở ngoài cơ. Nếu muốn sạch sẽ thì đa số là mình nên nhốt chuồng, còn thi thoảng thì sẽ thả nó ra sân để cho nó chơi ấy. Nhưng mà sân thì không nên là bằng sàn đá hoa mọi người nhá, nó sẽ rất là trơn trượt. Mọi người nên vâng, với lại một số anh chị có hay so sánh bảo là sao cái con chó mà cái gì nhỉ, chó cảnh ở nhà anh, hay con cái gì nhỉ, con poodle hay là cái con chó nhỏ nhỏ ấy và anh nuôi ở sàn gạch hoa nhưng mà chân nó vẫn bình thường. Đấy, đấy là cũng tùy từng giống nhá. Như anh chị xem là cái giống poodle ấy nó không thể nào mà hăng động hoặc là hiếu động như cái dòng malinois này được nhé. Nó chỉ có nghĩa là nó chỉ nhăng nhắng một chút thôi, nhưng không giống như cái dòng này nó nhăng nhắng cả ngày cơ. Đấy, và nó hoạt động cả ngày cơ. Nên là khi mà nó càng hoạt động nhiều ấy như vậy ấy, thì nó càng ảnh hưởng, rất là ảnh hưởng đến cái chân của là chân và cái khung xương của bọn này. Tại vì dòng này đặc điểm của nó là dòng chó làm việc ấy, nên là nó rất là năng động, gần như lúc nào nó cũng có thể chạy nhảy, điện nó rất là căng. Lúc nào nó cũng có thể chạy nhảy được. Hiện tại thì em cũng đang chuẩn bị đóng lồng để gửi đi miền Nam, sáng nay đã gửi đi các tỉnh miền Bắc gần rồi nhá. Với cả đang chờ bên nhân viên máy bay đến đón hai con đi máy bay nữa. Và hiện tại là đang hay chuẩn bị đóng lồng là 5 con. Một con đi Kiên Giang này, một con đi Bạc Liêu, một con đi Quảng Nam,
con đi Gia Lai đúng không? Con đi Gia Lai. Mày anh chị nào mà ở Sài Gòn thì có thể nhận bằng đường máy bay ấy thì rất là nhanh. Khoảng 2 tiếng là máy bay đã họp vào đến trong đấy rồi thì anh chị nhận con chó nó sẽ khỏe mạnh, nó yên tâm. Mà kiểu nhanh được nhìn thấy cún ấy. Đây để em xin phép đóng lồng đi không có lại muộn xe ạ. Xin chào mọi người.